Express.com sẽ gửi đến quý anh chị và các bạn giới thiệu cho quý vị và các bạn cái bộ công cụ của Fibonacci. Thì hôm nay chúng ta đã được học, trước đó chúng ta đã được nghiên cứu về và cũng như là thực hành trên các bước 6 chúng ta đã nghiên cứu về Fibonacci Retracement. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một cái công cụ khác đó cũng của Fibonacci, đó là Fibonacci Time Zone. Thì trên thanh toolpad thì quý vị có thể bấm chuột phải và chúng ta sẽ chọn phần Custom. Phần Custom thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới và chúng ta sẽ thấy một cái Fibonacci, đó là Fibonacci Time Zone, đúng không? Chúng ta sẽ Insert. Đó, chúng ta OK. Ta tắt đi. Như vậy thì Fibonacci Time Zone nó được thể hiện trên thanh toolpad của chúng ta. Như vậy thì cái Fibonacci Time Zone này được sử dụng như thế nào và một mục đích ra sao thì tôi cũng trình bày luôn với quý vị. Khi chúng ta kéo ra thì các bạn có thể, quý vị các bạn có thể thấy rằng nó thể hiện ra các cột. Những cái cột thì các tỷ lệ của những cái cột này thì nó cũng được phân chia theo phân bổ theo các Fibonacci. Chúng ta có thể thấy rằng không, đúng không ạ? 1 2 3 5. Tức là cái số hai số tiếp theo cộng vào thì ra cái cột thứ ba, thì nó cũng chính là cái chỉ số cũng như là cái bước số của dãy Fibonacci trong toán học mà chúng ta đã được học trong thời kỳ phổ thông. Vậy thì cái Fibonacci Time Zone này nó có ý nghĩa gì ở trong cái đường tài chính? Fibonacci Time Zone nó sẽ cho chúng ta được biết được cái thời gian tạo đỉnh, tạo đáy cũng như là thị trường có thể đảo chiều tại các mốc thời gian một cách tương đối. Ví dụ tôi sẽ sử dụng một cái đỉnh, chúng ta kéo một cái đỉnh, cái bước thứ hai đến đáy. Đó, thì khi chúng ta kéo như vậy thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ ra được những cái hình dự đoán được trước cái tương lai, cái thời điểm tại cái cột thứ hai này, cột thứ ba này quý vị. Thì thị trường đã tạo lập đáy và đảo chiều ngay tức khắc, đúng không ạ? Tiếp theo cột thứ ba thì thị trường cũng tạo lập đỉnh và đảo chiều tại cái cột này, thì thị trường sẽ có cái xu thế là đảo chiều hoặc là tạo thành cái bước sóng. Thì ngoài cái sử dụng của Fibonacci Time Zone nhằm mục đích để cho chúng ta đo được cái chính xác được cái thời gian cũng như là thời khắc mà thị trường có thể biến động mà chúng ta có thể lường trước được, để chúng ta có thể nắm bắt được khi nào có thể biến động để chúng ta có thể tham gia cũng như là nắm bắt được cái cơ hội của mình. Khi mà chúng ta sử dụng cái bộ công cụ này, ví dụ trường hợp như tối nay là một bản tin nông farm, tôi sẽ vẽ cho quý vị xem một cái ví dụ ở trên D1. Cho gặp tỷ giá EU, thì quý vị thấy rằng tại cái bước cột thứ số 8 thì EU đã tạo một cái đáy, tại chu kỳ này. Trước đó thì những cái cột thứ 3 và cột thứ 5 thì nó tạo thành những cái xu thế cấp 2 nhỏ và lẻ, thì cái này chúng ta cần phải zoom to cho mới thấy rõ được, đúng không ạ? Đó. Thì tại cái những cái chỗ này nó tạo thành cái bước sóng xu thế cấp 2. Cột thứ 8 là quý vị thấy rằng nó đã tạo thành một cái hệ sóng số 3. Như vậy rất có thể là sau đó sẽ là đảo chiều, tức là nó tạo đáy. Như vậy thì khi mà tôi vẽ như này thì tôi có thể nói rằng vào ngày 20 tháng 3 năm 2015 thì thị trường sẽ tạo một cái đáy cho các tỷ giá EU, tức là sẽ có biến động tạo đáy ở đây. Như vậy thì quý vị có thể thấy ngay vào cái số 13 hiện nay, thì ngày hôm nay một cái bản tin nông farm của Mỹ, bản tin nông farm payroll của Mỹ, thì chúng ta thấy rằng tại cột 13 này là thị trường đang chạy và rất có thể ngày hôm nay nó sẽ tạo ra một cái biến động khá là mạnh mẽ mà chúng ta cần phải chú ý cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng các gặp khác để chúng ta tìm hiểu những cái ví dụ tiếp theo, đúng không? Đó. Thì tại cột thứ 2, cột thứ 3 quý vị thấy là thị trường đã tạo lập một cái sự đảo chiều, tức là gì? Giá giảm đấy quý vị. Chúng ta thấy rằng giá giảm. Sau đó tăng. Đúng cột thứ ba này thì giá tiếp tục sẽ giảm, tức là cái Fibonacci Time Zone nó sẽ thể hiện cho chúng ta thì có cái hai ba cái trường hợp. Nhất là thị trường có thể tạo đỉnh tạo đáy, thị trường có thể cảnh báo chúng ta rằng sẽ có biến động mạnh, và cái thứ ba là thị trường sẽ cảnh báo chúng ta là cái thời khắc đó nó sẽ có những cái xu thế mà cấp 2, cấp 3 sẽ xuất hiện trong cái xu thế này, để chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn. Rất là nhiều người, bởi vì khi là chúng ta vào lệnh thì chúng ta sẽ phải chờ thị trường nó chạy,
đúng không ạ, chờ thị trường chạy. Tuy nhiên thì khi mà thời điểm không thích hợp thì cái sự kiên nhẫn của chúng ta nó có cái giới hạn. Bởi vậy thì quý vị có thể thoát lệnh sớm hoặc là rút lệnh sớm hay là chốt lệnh sớm hay cắt lỗ vân vân, thì cái đó đều là cái điều không tốt. Một cái chia sẻ tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị về cái policy time zone, đó là chúng ta nên dùng ở trên trận biểu đồ D1 thì cái độ chính xác nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Độ chính xác trên biểu đồ D1 thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều cho với các thẩm lệnh khác nhau. Đấy, ví dụ như trường hợp này thì nếu như vậy, để dùng cho chính xác nhất thì chúng ta nên sử dụng theo cái sóng đi sóng Elliott, chúng ta sẽ vẽ từ sóng 1 sóng 2. Như vậy tại những cái cột tiếp theo thì chính là những cái sóng 3 sóng 4 hoặc sóng 5 hoặc là cái chu kỳ đảo chiều, như quý vị thấy ra rằng tại khu vực này đúng không ạ? Là cái khu vực mà thị trường tạo lập thị trường đỉnh đáy và đảo chiều, như vậy cái cột này cũng tương tự như vậy. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cái vấn đề của mình. Đó, quý vị thấy rằng cái tham lên thời gian được chia ra lại khá là phù hợp cho cái chúng ta vẽ, quý vị có thể thấy ngay thị trường đã tạo lập đỉnh đáy liên tiếp. Như vậy thì vào cái ngày 7 tháng 10 thì rất có thể thị trường của tỷ giá GU sẽ tạo lập một cái đáy, hoặc là sau đó sẽ đảo chiều, hoặc là một cái thị trường sẽ biến động mạnh trong cái thời gian đó. Thì quý vị sau khi vẽ xong thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn các bước đo, chúng ta sẽ kết luận lại để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro cũng như là chờ đợi cái cơ hội của mình khi giá bắt đầu tiến sát tới cái Fibonacci Time Zone. Thì đó là cái bài chia sẻ sử dụng Fibonacci Time Zone của chúng tôi cho quý vị và các bạn trên clip. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.